Vương Hạc để đón nhận tin buồn trong sự nghiệp, rời xa Ngu Thư Hân quả đúng là bão tố. Phim chiếu đài của Vương Hạc đệ, Thanh Xuân trong chiến hỏa đạt rating chạm đáy. Thanh Xuân trong chiến hỏa, Thanh Xuân trong khói lửa chiến tranh của Vương Hạc đệ và Châu Giã. Sau 3 năm kể từ ngày khai máy đã chính thức phát hành vào ngày 23 tháng 4 vừa qua trên đài Giang Tô cùng EQE và Youku. Tuy nhiên, có thể vì phim đã đắp chiếu trong một thời gian dài rồi mới lên sóng, diễn xuất khi đó của cả Vương Hạc đệ và Châu Giã còn nhiều hạn chế. Nên Thanh Xuân trong chiến hỏa nhận về không ít lời chê bai, đánh giá thấp từ khán giả. Cũng theo số liệu được công bố mới đây, rating trung bình của phim đã gần như chạm đáy trên đài Giang Tô với 0.232%. Thời điểm rating cao nhất cũng chỉ có 0.362% tập 1-2. Thanh Xuân trong chiến hỏa lấy bối cảnh thời dân quốc vào những năm 1937-1946, Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh và Đại học Nam khai tạm thời sáp nhập, thành lập nên Đại học Liên kết Tây Nam Quốc gia. Khi cuộc chiến nổ ra, các học giả và tri thức trẻ thời đó đã đứng lên đầu tranh thông qua việc học chữ. Những cô cậu sinh viên trẻ nhiệt huyết không quản gian khổ, giúp đỡ người dân cùng vượt qua giai đoạn khó khăn. Trong phim, Vương Hạc đệ đảm nhận vai Trình Gia Thụ, còn Châu Giã vào vai Lâm Hoa Quân. Vương Hạc đệ kể từ sau siêu phẩm cổ trang Thương Lan Quyết ra mắt vào mùa hè năm 2022 đã có thêm bước tiến mới trong sự nghiệp. Lượng fan tăng lên theo cấp số nhân, anh còn được công nhận là ngôi sao có sức ảnh hưởng nhất năm, giải thưởng tại đêm hội tầm nhìn, Weibo 2022. Đồng thời, những tài nguyên tìm tới tay nam diễn viên cũng hấp dẫn, cao cấp hơn trước nhiều lần. Theo thông tin tiết lộ, khả năng cao sắp tới đây Vương Hạc đệ sẽ gia nhập đoàn Đại Phụng Đà Canh Nhân, hợp tác cùng Điền Hy Vi. Được biết, đây là một trong những dự án trọng điểm, kinh phí đầu tư lớn do Tân Lệ cùng Tencent phối hợp sản xuất.